Em nghe chào cả nhà Mê Hoa Lan trên mọi miền nhé. Cái tiết mục khoe hoa của ngày Chủ nhật hôm nay là ngày 15 tháng 8. Hôm nay thì trong vườn em vừa có nụ vừa có hoa của một số cây. Nói chung là dòng thiên nghe. Nhưng mà cây này không phải là cái thiên nghe, bởi vì cái nụ nó là ra ở từ gốc lên. Cái này, dòng này thì có tới 5 loại, nhưng mà em thì cũng chả nắm được nhiều. Nhưng mà cái cây này theo em truy cập thì nó là cái cây, cái màu xanh ngọc này á, đó là cây Clousia. Thân rồi lá rồi vẫn còn nguyên. Rồi hôm nay thì bắt đầu hé rồi. Đó, một cái hoa nó nở trọn vẹn là như thế này. Cơ bản mà nói là đẹp. Vâng, còn cái cây thứ hai này. Cái này từ lúc nụ bé mà tới giờ nụ to, sắp sửa nở rồi, vẫn chưa giao được hàng. Ngày mai chắc nó sẽ nở. Vâng, cây này thì cái lưỡi nó có cái đốm đốm chấm chấm nha. Vâng, ngày mai thì sẽ rất là đẹp. Cái này hai cành nụ này, mỗi cành cũng phải tầm hai mấy bông. Đấy, củ thì to vật vã luôn. Ở cái thế nụ này, thế sừng trâu này mà đóng hàng thì cũng vã mồ hôi luôn đấy ạ. Đấy, cây thứ hai chuẩn bị nở. Nói chung là thân, lá, củ là rất là đẹp. Cái cây dưới đây là cây hoàng long vĩ nè. Chủ nhật tuần trước đã quay rồi mà tuần này vẫn còn đang bền bông này. Cánh nhựa, môi tua rất là xinh. Dòng này thì khá là khó thuần. Vâng, em cũng bán hết rồi, chỉ còn một chậu để chơi thôi. Năm ngoái thì thân lá rất đẹp, mà năm nay cũng bị bệnh nhiều đó, bị nhện đỏ. Cho nên là hỏng gần như hết lá. Cho nên là còn ít, nhưng mà cái là hoa thì đẹp. Cánh nhựa, môi tua, cái này gọi là hoàng long vĩ hoặc là kiều tua. Cái này là tua môi nha, môi tua. Cây này tuần trước cũng khoe rồi, vẫn đang còn bông. Có một chậu mini cam A3. Vâng, anh chị thấy đơn của em là đã có chủ hết rồi. Nhưng mà tình hình dịch bệnh thì cũng chưa thể nào mà gieo được. Dạ, bên kia em còn ít cây hoàng nhạn ạ. Đây là em có một cây kiều trắng nha. Qua khu bên đây thì vũ nữ hồng lo mộng vũ nữ ngàn sao. Cây này là cây đỏ Hawaii nè. Còn hai cây. Cây này là cây chớp. Còn cái này vũ nữ vàng tuyền. Cũng quay ba chủ nhật rồi. Hôm nay vẫn đang còn rất là nhiều nụ luôn. Hoa thì vàng rực rỡ luôn. Bông này thì khá bền. Đây có một cái cây này cũng là dòng Clousia nè. Mà cái lưỡi của nó là nó có răng cưa, nó tưa cái răng đấy, anh chị để ý đó, anh nhìn thấy không? Cái môi của nó là nó tưa cái răng tưa đó. Chung là màu này không phải là màu đen mà gọi là màu sô cô la. Cây này thì không có hương thơm nha. Nếu mà thiên nghe thì nó mọc ở giữa thân, còn dòng catatum với clousia này thì nó mọc ở dưới gốc lên. Cũng khá là to luôn. Vâng, chậu Khánh Minh này hôm trước nở mấy chùm, nay cũng gần tàn hết rồi. Vâng, đây là một trong những cái bông nhật thịnh đẹp mê ly, bông rất to và thơm. Vâng, đây là Anmaki, đẹp, thơm. Đó, còn một bông cái này là bông Stasiam màu đỏ cam cà rốt, về xứ nóng thì tăng màu lên rất đẹp. Đây thì kiếm này là cây N3 hàng của Thái. Nói chung là nở cũng tầm 10 ngày 2 tuần gì rồi. Dạ, em để chơi luôn một vài hôm nữa rồi sẽ xử lý. Quê tháng 8, năm ngoái có mấy bụi to lắm. Năm nay hỏng thì hỏng hết rồi. Còn một cái bụi nhỏ này thôi. Cây này cũng không phải là lá xếp, lá lướt thôi. Vâng, cây cánh mai năm ngoái đẹp lắm, nay thì còn mấy miếng à. Hàng nó bị bệnh, hư hết rồi.
Hôm nay em gửi tới cả nhà một vài hình ảnh hoa đang nở tại vườn đó. Cứ anh chị xem hoa thì dễ thương cho em một nút like nha để lấy động lực. Thỉnh thoảng có hoa đẹp em nghe khoe. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và an toàn trong cái mùa dịch này. Vâng, hoa bọn em vẫn nở đều đều. Rất đẹp luôn. Vâng, em chào cả nhà mê hoa lan nhé.